Quý vị muốn nghe câu chuyện Liên áp dụng như cái chuyện này không? Ai muốn nghe xin giơ tay. Vẫy 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 vẫy. Dạ, xin cảm ơn sự hợp tác quý vị. Thì cái lúc đó là Liên làm chương trình ở Thanh Hóa. Thì suốt một ngày ở tỉnh, bây giờ Liên làm một ngày, chỉ có Sài Gòn, Hà Nội Liên làm hai ngày thôi. Thì Liên làm chương trình ra thì Liên cũng khan cổ rồi, Liên thường Liên không muốn nói chuyện. Nhưng mà Liên đi ra cái Liên nghe cái tiếng là: con hư quá, đi ra khỏi nhà, bước xuống xe mẹ mau, đi ra khỏi đây. Cái con bé nó nói: không. Liên quay lại thì Liên thấy nó nắm chặt cái xe chỉ, con chỉ thì xô nó ra: đi ra khỏi đây, mày không nghe lời tao, đi ra khỏi đây. Quý vị nghĩ tới lúc đó mà Liên bước tới, Liên nói: chị ơi, đánh con là xấu lắm, chị nói nó không nghe đâu, chị có thèm nghe không? Lúc đó cái gì đang cuồn cuộn lên, đúng không ạ? Cho nên mình phải dùng gì? Tình cảm. Mình không dùng lý lẽ được. Cái Liên mới tới, việc đầu tiên là Liên phải thiền rãi tâm từ ha. Thiền rãi tâm từ tức là mình hiểu được là trong lòng mình chỉ có yêu thương, chứ không có gợn một cái mong muốn nào, cũng không có gợn một cái sự gì khác ngoài yêu thương. Rồi sau đó Liên mới để tay lên vai chị, Liên để rất là nhẹ. Quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Chị có vui lòng cho Liên đụng chị không? Nếu mà mình để như vậy thì không được. Chị Liên đây là cái cách quý vị có thể dùng với con, với chồng, với bất kỳ ai. Nếu mình để như vậy là không được. Nhưng mà Liên, đầu tiên là Liên tập trung. Xong rồi Liên, tức là Liên đụng, quý vị thấy Liên đụng cái đầu ngón tay trước, Liên mới từ từ đụng hết cái bàn tay. Chứ dễ chịu không? Một tràng pháo tay quý vị. Dạ, mời chị về chỗ ngồi. Thì Liên đụng hết bàn tay, lúc mà bàn tay Liên đụng đủ rồi thì Liên mới nói: trời ơi, có đứa con vậy khổ quá ha chị. Là mình đang làm theo cái gì? Đồng cảm. Mà có đứa con vậy khổ quá ha chị. Cái chị nói: ôi trời ơi chị ơi, nó bướng lắm chị ơi. Cái mình nói: con nít đứa nào cũng vậy ha. Có con như, mà có con bướng khổ ghê ha. Nhưng mà mình giọt vô cái suy nghĩ đầu tiên là gì? Con nít đứa nào cũng vậy ha. Nhưng mà chị không có hiểu được là mình tinh vi tới như vậy. Mình nói: con nít cũng vậy ha. Trời ơi, khi mà xong đó mình nói ngay một câu là gì? Trời ơi, có con như vậy khổ ghê ha. Thì tự nhiên là chỉ đang đùng cái gì dịu hẳn lại, giống như là mình đổ nước lên cái nó nguội. Quý vị làm cho người ta nguội rất dễ dàng bằng cách là quý vị phải đồng cảm với người ta ha. Cái chỉ nguội thì chỉ nguội mình thấy rõ, chỉ nguội luôn